Dạ xin mến chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ là nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin chúc tất cả quý cô chú anh chị em đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước luôn luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ hôm nay là ngày 29 tây tháng 3 năm 2022. Em có về năm phô mai rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào anh em ơi. Dạ chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những cái clip vừa qua nha. Dạ hy vọng clip này cô chú anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em thêm nữa nha. Dạ địa chỉ tọa lạc là em tại tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919755533. Em đến Út. Đây cũng là số Zalo và Facebook em nha cô chú. Rồi không để mất thời gian của quý cô chú, em tiến vào cây số 1 đầu tiên nha. Cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng. Dáng lắc lượng nha cô chú. Cây này có thể phá thế chơi dáng đổ rất đẹp nha cô chú. Rồi em xem một vòng nha. Giá mềm sinh viên nha cô chú. Cây này hàng bonsai mini đã bàn nha cô chú. Rất tuyệt vời luôn. Mặt nào chơi cũng đẹp luôn. Để quái luôn. Quá đẹp luôn. Cái này có thể phá thế cô chú chồng nghiêng xuống lật đổ luôn được nha cô chú. Em nghiêng xuống cho chú tham khảo nha. Xuống nữa nè. Đó, phá thế để ăn đổ rất đẹp nha cô chú. Rồi, em tiến vào đo tổng số cho cô chú tham khảo nha. Quanh thân là 17. Quanh 17 nha cô chú. Cái cũ là 49. Đường kính bầu là 29. Chiều cao là 30. Nó tán dài như em. Tán bay 50. Đó, rất đẹp nha cô chú. Rồi em xem một vòng nha. Cây này nói chung là hoành không lớn mà rất khéo nha cô chú. Bên vườn em thì lựa chuyên sưu tầm những cây phôi lắc léo này kia. Bữa nay lên là 4 cây nghệ thuật nha cô chú. Giá mềm sinh viên luôn. Và một cây mai tàn luôn. Rất đẹp cô chú ơi. Cây bao của chú xuống khỏe nha. Cái này nó xì mầm luôn cô chú. Để quái nha. Cái này cô chú vô cái chậu gọn thôi. Đó. Trời thấy đổ rất là đẹp nha. Thì rồi cây mai vàng mã số 1 đầu tiên em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú giá 1.700.000. Em bao ship cô chú 200 km nha. Thì rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 2. Dạ xin mời cô chú. Dạ rồi bước vào cây mã số 2. Dạ cây số 2 cũng là cây mai quái nha cô chú. Cực kỳ quái luôn. Cái gọng đó uống như lò xo vậy cô chú. Cây này được uống từ nhỏ nghe cô chú. Đế chân nôm nha. Rất đẹp luôn. Em xem dòng của chú tham khảo đi. Quá quái luôn. Cực kỳ quái luôn. Ăn tiền cái con nha cô chú. Đế là miễn bàn luôn. Rồi em tiến vào đồng số đi. Giá cũng mềm sinh viên nha cô chú. Chiều cao 59. Đường kính bầu 36. Hoành thân là 25. Cái cũ 48. Em đo cái nôm nhiêu em? Ghế nôm xuống nhiêu? Đây. Ghế nôm là 26. Ghế nôm 26. Cốt cành gió ngọn nghe cô chú. Rồi anh xe đen. Cái co quá trời cái co ơi. Quá đẹp luôn. Ăn tiện con nghe cô chú. Cây rất đẹp cô chú ơi. Giá mềm sinh viên luôn cô chú. Ở đây có sẵn cái chi bột này cô chú. Nữa đạp ra cô chú. Với những cái ngọn là ok. Trên lưng này hồi xưa nó có bị táp cái da cô chú. Em xử lý keo rồi. Cô chú yên tâm nha. Khỏi sợ nghe cô chú. Em xử lý rồi cô chú gì yên tâm nghe cô chú. Dạ rồi cây mai vàng mã số 2 em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú giá 2.000.000 nghe cô chú. Em bao ship cô chú 200 km luôn nha. Dạ rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 3. Dạ xin mời cô chú.
Dạ rồi, bước vào cây mã số 3. Dạ, cây số 3 là cây mai vàng dáng thú kiển cổ nghe cô chú. Cốt cành sữa hoa nhạo luôn cô chú. Thân lắc lượng như lò xo đi cô chú. Dáng thú nghe cô chú. Cây này theo chú Vườn nói là bông đẹp nghe cô chú. Bông zin nha. Bông 7 cánh tới 9 cánh nghe cô chú. Rồi em xem một vòng đi em. Cây rất đẹp cô chú ơi. Cụ đế thối thần luôn. Cụ đế ngoài nhìn ngoài chịu nổi nha cô chú. Cây này cũng có hiện tượng đang lên xù nghe cô chú, mà em chưa gọi lên xù nha. Đây lên xù rất nhiều nghe cô chú. Đây. Có xù đây rồi nè chú. Mấy cái này được xù trơn nghe cô chú. Đó, cổ cạnh nó dặn như lò xo vậy. Cây sạch sẽ nghe cô chú, cây không ăn sẹo nha. Rồi em tiến vào đâu một số đi. Chiều cao là 79. Chiều cao 79. Số đẹp luôn. Đường kính bầu là 46. Đường kính bầu 46. Cái này cô chú ép vô chậu năm rất đẹp cho cô chú. Hoành thân là 28. Hoành eo 28. Cái cũ là 56. Cái cũ 56. Đừng mình nằm dài luôn em. Mình nằm dài. Ừ. Mình nằm dài là 34. Cái mình nằm dài 34. Rồi em đo hạo dài cốt cành cho cô chú tham khảo đi. Cốt chi này 17. Cốt chi 17 nghe cô chú. Đó, cốt chi nó cũng bằng cái ngọn rồi cô chú. Đó, cái ngọn chút xíu nghe cô chú, bóp vót nha. Em mua bán em để cái tông cao cho cô chú nha. Còn cô chú không thích thì cắt có thể cắt hạ lùng chút xíu nữa nha, rất đẹp cô chú. Cốt cành này sửa hoài nhạo 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 luôn cô chú. Chú nhìn hình dung nè. Đó, cây này được chỉnh sửa từ nhỏ nghe cô chú. Cái này hồi xưa là giống như cái cây nằm trong cái ta trồng sắp đế từ nhỏ cô chú. Đế nè cô chú hình dung nè, quá trời đế rồi. Cây này nhìn ngoài gân rút đó nha cô chú. Nguyên cái đường xương sống nè, nguyên dáng thú nhiều đường sống nè, rất đẹp luôn. Cô chú nhìn ngoài ngày tê lắm cô chú ơi. Em nhìn thì em chịu không nổi luôn à. Vừa rồi cây mai vàng mã số 3. Em xin mạn phép vô luôn cùng cô chú giá 12 triệu nha. Em bao ship cô chú bán kính 200 km nha. Bao cô chú là cây ngoài rất đẹp. Trong hình cô chú nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 nghe cô chú. Vậy rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 4. Dạ xin mời cô chú nha. Giờ rồi bước vào cây mã số 4. Dạ cây số 4 là cây mai vàng dáng phong cách nghe cô chú. Cây rất đẹp nghe cô chú. Cây này giữ hơn cây nãy nè cô chú ơi. Này em mua được con cặp này ưng ý quá cô chú ơi. Em xem giọng nè, cây phong cách nha cô chú. Cây không mang sẹo luôn cô chú. Cây này cốt chi muốn bằng cái thân nha. Cây này ở ngoài nó cân cây luôn cô chú. Cốt cành vót ngọn nha. Cây sạch sẽ không tì vết luôn nha cô chú. Bao cô chú cây ngoài rất đẹp, rất phê luôn. Rồi em tiến vào đo hôm số nha. Quá đẹp luôn rồi. Chiều cao là 69. Chiều cao 69. Đường kính bầu là 48. Đường kính bầu 48. Hoành thân là 30. Hoành 30. Cũ đẹp quá đẹp luôn rồi. Cái cũ là 72. Cái cũ 72, cái cũ đặt luôn nghe cô chú. Em đòi mình cái cốt cành cành vớt đây nè. Cành này là 17. 17 nghe cô chú. Nó rất to nha cô chú. Nó muốn cần dư dưới cái mình luôn rồi. Rồi em xem một vòng đi anh. Cái này về cô chú vô cái chậu VIP là cây lên tiền luôn cô chú. Rất đẹp nghe cô chú. Cô chú chơi được hai mặt, anh dừng mặt này đi em. Đó cô chú chơi được hai mặt nghe cô chú. Đó cô chú chơi mặt này xác định để mặt tiền cũng được đây cô chú. Nói chung là cây này chơi được lưỡng diện nghe cô chú. Mà em thì thích mặt kia hơn. Mặt kia chuẩn mặt tiền nghe cô chú. Rồi em quay đi em. Tuyệt vời luôn cô chú. Được rồi, cây mai vàng mã số 4, em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú giá 15 triệu nha. Em bao ship cô chú 200 km. Cô chú anh chị em hợp nhãn thì liên hệ với em qua số điện thoại 0919 755 533. Em tên Út, hoặc số điện thoại 0772136726 tính lên lanh nha cô chú. Được rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 5. Và xin mời cô chú nha. Được rồi, bước vào cây mã số 5. Dạ cây số 5 là cây mai vàng thành phẩm nha anh em. Cây rất đẹp anh em ơi.
tàn tròn vinh nha anh em. Để bao đẹp bao phê cho anh em nha. Để chạy đều nha anh em. Để nào lấy chà bá luôn. To lực nha anh em. Dữ lắm anh em ơi. Cây này nở bông hết trơn, không thấy bông nha anh em. Chủ nhà nói bông đẹp nha anh em, bông 5 cánh 7 cánh nha. Có 9 cánh luôn nha anh em. Rồi em tiến vào đo thông số cho anh em nha. Giá mềm dễ chơi anh em ơi. Đường kính bầu là 68. Đường kính bầu 68. Hoành thân em đó là 45. Hoành 45, em đo cũ như em. Cũ đẹp nha nè. 65. Cái cũ 65. Em đo thóc thân vô lên bao nhiêu? Thóc thân là 65. Thóc thân 65 nha anh em. Bụng cái tạng nghe anh em. Đó, bụng nguyên cái tạng dù anh em ơi. Anh em cái chiều cao hồi nãy em đo hạo lên là 2m2, 2m4 nha anh em. Có tán ngang là trên 2m5 nha. Tán ngang trên 2m5. Cây rất đẹp nha anh em. Cái này anh em thích để tàn thì để gì chơi nha anh em. Còn thấy thì có thể đường có đường cắt không nha anh em. Cắt cây dán bay phong chanh cũng đẹp nha anh em. Cây sạch sẽ nha anh em. Mới về luôn anh em ơi. Anh em dùm đế nha anh em. Đế quá đẹp luôn rồi. Cực kỳ đẹp luôn. Có cái thân này nó quyện nhau rất đẹp nha anh em. Nó quyện rất đẹp luôn. Rất là khéo nha. Nó quyện vô giống như hai thân quyện với nhau anh em. Rất đẹp nha. Anh em nhìn ngoài rất có duyên anh em. Tàn là khích gịch luôn nha anh em. Cây mới về nó hơi xào lá chút xíu. Nó hơi xào lá chút xíu nha anh em. Em quay clip xong rồi có thể là em lặt lá cho anh em luôn nha anh em, cho cây nó khỏe nha anh em. Được rồi, cây mai vàng mã số 5. Em xin mẫu phép cho lưu cùng anh em, giá 17 triệu, em bao ship 200 cây số cho anh em nha. Cây này phải thuê xe tải chở cho anh em. Còn em ở xa thì thương lượng với ship lại với em nha. Cây ngoài đẹp lắm anh em ơi. Em mua được giá rẻ thì em giao luôn anh em giá rẻ nha. Em hợp nhãn thì alo với em qua hai số điện thoại 0919755533. Em tên Út hoặc số điện thoại 0772137279 Tân Lanh nha anh em. Bao anh em là cây ngoài rất đẹp anh em. Có tàn trồng dình luôn anh em. Cái này về anh em vô chậu là chơi hơn nha anh em. Thì rồi cây mã số 5 cũng là cây mai của clip. Dạ của clip em xin chúc toàn thể anh em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Anh em thân tình thì nhắn cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho anh em. Thì rồi em xin chào anh em. Hẹn anh em 7 giờ tối mỗi ngày nha. Dạ em xin chào. Em bye bye nha.